Xin chào tất cả các bạn. Có một cái bình 6V nha. Bình tháo xe nha các bạn. Cái này sản xuất tại Indo mà sản xuất cho Nhật luôn. Hiện tại mình đang có 4 cái nha. Thì cái này mình đang sạc pin. Cái này da băng. Cái này da băng, cái này da băng, hai cái da băng. Một cái dẹp nhỏ xíu, đây là cái vuông này, thấy không? Đây là cái vuông này. Cái đây là mình sạc xong rồi. Test bóng điện ok nha. Cái này thì mình mới thay nước cắt mới các bạn. Mua nước cắt mới đổ vô thì cái này mình đang sạc, mới sạc thì luôn. Chắc tầm khoảng 30 phút nữa sẽ có kết quả là cái bình này nó ok hay không nha. Bình này bình dẹp nè các bạn. Đó. Bình này anh em xài cho DD với 67. Nó dẹp các bạn. Đam 78 81 nha. Đó. Rồi. Da băng nè anh em, đó da băng ha, cái này cũng da băng luôn nè, da băng luôn nè, bằng giá nha, mấy cái bình này bằng giá nha các bạn. Bình đây thì đây, test bóng đèn. Đây, anh em nào thích chơi bóng đèn zin da băng thì chơi luôn nha. Đây là bóng đèn 6V, đây 6V nè các bạn, Stanley. Okay. Cái bóng đèn thì thông thường thì nó sẽ có những bóng nó có chữ giờ bằng, có những bóng nó không có chữ giờ bằng nha. Zin nhá thì phân biệt zin nè, bạn thấy cái chữ Stanley 6V 8W không? Thì nếu mà zin nhá, anh em sẽ nhìn cái nét chữ này nè, cái nét chữ đây là nó khắc bằng laser hay là nó dập các bạn. Các bạn nhìn cái nét chữ rất là tinh xảo nha, rất là tinh xảo, rất là sét luôn. Giống như là anh em dùng một cái vật nhọn anh em khét mạnh lên ha. Còn đối với cái bóng lô á thì cái chữ của nó á, nó thứ nhất là nó không có chữ Stanley, cái thứ hai là nó dập với nó giống như là cái miếng tôn mà bị sao ta, giống như miếng tôn mà bị cục đá rớt xuống các bạn. Đó, có nghĩa là nó tròn tròn chứ nó không có nét, nó không có nét giống như zin dập các bạn. Đó, ngay cái chốt của nó nè các bạn nhìn nè, nó rất là đẹp. Và cái đây nó bằng inox các bạn. Này nó bằng inox. Còn thằng Việt Nam cái miếng này nó bằng nhôm nha. Bóng đèn ở trong này. Rồi anh em nhìn cái miệng nè. Cái miệng của cái bóng nè. Cái miệng của miếng inox này nè. Nó rất là đẹp. Nó tròn đều rất là đẹp. Đó. Rồi cái đít nè. Nó cũng rất là đẹp nè. Nhưng mà cái bóng lô á, cái bóng lô nha, nó có hai loại lô với zin thôi chứ không có thái vô đây nha các bạn. Bóng lô thì nó mốt nó rất là xấu nha. Giờ mình kiếm cái bóng lô cho anh em coi luôn. Giới thiệu cái bình, giới thiệu cái bóng luôn hả? Bóng lô mình không có. Để clip sau đây, clip sau mình kiếm cái bóng lô mình quay cho anh em coi nha. Cái này bóng zin nha. Bóng zin thì mình đang có bóng cái này là bóng xi nhan các bạn. Xi nhan 6V nha. Đó, mấy cái bóng dẹp đây cũng zin luôn nha. Bóng bóng đèn các bạn. Đây bóng bóng đèn dầu quý hiếm hả, bóng dẹp nè. Bóng đồng hồ các bạn. Bóng đèn lái nè. Bóng đèn lái thì có cái 2 tim, có cái 1 tim. Bóng đèn pha nè. À, chút nữa rảnh quay bóng đèn nha. Bóng đèn 12V, 12V thì nhiều. Bóng đèn 12V nha các bạn. Thôi anh em nhìn. Thằng 12V này nó có chữ dao băng nữa nè. À, thằng 12 nó có chữ dao băng các bạn. 6V mình còn được có mấy bóng thôi. Đây để mình thử cái bình nha. Cái bình. Bình hư thì nó không có lên điện nha các bạn. Bình chủ yếu là để anh em xài đèn nó không có bị cháy nha. Ok chưa? 6V nó không có sạc điện nha các bạn. Nếu mà nó sạc là nó sạc cũng nhẹ tí xíu thôi chứ không phải nó kiểu nó sạc mạnh giống như thằng bình khô 12V đâu nha. Anh em đừng có nghĩ là nó sạc á. Nếu mà có thì không lắm là nó cũng chẹt nhỏ thôi. Cái này mình mới sạc cho nên nó đúng nặng.
Thì cái bình gắn cho xe, mục đích là thứ nhất là mình chơi zin, cái thứ hai là để giữ cho bóng đèn nó không sáng, mà đặc biệt là cái bóng zin á, cái bóng zin nha anh em tải nó không có sửa đứt. Còn cái bóng lô ha, bóng lô mua 500 đồng ha, anh em đút vô anh em dặn ra là đứt bóng vậy thôi, bỏ vô xe cấp mà riêng em là đứt bóng nha. Rồi anh em có nhu cầu lên bình, lên bóng đèn, lên bóng đèn, lên bình ắc quy, anh em liên hệ nha. Bốn cái đồng giá hết nha anh em. Thì anh em có nhu cầu anh em nhắn tin Zalo giúp mình, số điện thoại trên màn hình 0982 16306 nha. Có sẵn ở nhà nha các bạn, có sẵn ở shop đang có bốn cái nha. Thì anh em nào có nhu cầu anh em nhắn tin nha. Anh em cần nhu cầu mua linh kiện phụ tùng riêng xe cúp thì anh em cứ nhắn tin Zalo. Anh em cần món nào anh em cứ nhắn tin Zalo, mình sẽ báo giá từng món cho anh em nha. Ok, cảm ơn tất cả các bạn. Đừng quên bấm vào nút đăng ký phía dưới để theo dõi kênh video phụ tùng riêng xe cúp nha.